Trong quá trình các bạn tiến hành làm kinh doanh thì chúng ta đều cần phải biết được là có bao nhiêu người truy cập vào cửa hàng của mình một ngày, khách hàng vào cửa hàng của mình hoạt động như thế nào, ở đâu đến, mua gì và sản phẩm nào được quan tâm nhất. Và như vậy thì với marketing online thì chúng ta cần phải cài đặt Google Analytics. Đây là một công cụ, công cụ thống kê cực kỳ tốt đứng số 1 trên internet bây giờ do Google cung cấp miễn phí.